thì thăm lưới vào sáng chủ nhật cuối tuần. Nãy là cứ tưởng bấm quay rồi thì ra kêu bấm quay. Nãy là được chú cảm ơn đầu tiên này. Đây là chú cá thứ hai. Mới xem lại mới nói chú cá mô đầu tiên chú rõ đây là chú thứ hai này. Sáng chủ nhật cuối tuần ngâm qua đêm nha mọi người. Cái nhà vườn ở trên đây ngắn. Cho anh bạn này nghe chế biến tí nữa. Giao lưu cuối tuần cho vui. Cơ mấy lưới cá mương nhỏ kia mới nhiều cá. Tiếp lưới. Đấy, chú nào ạ? Cá tươi luôn, chú nhận lên là cái miếng luôn. Thích nấu canh, thích đáo, thích làm chia, làm thích kho, kho. Ngon nha. Cá dính sóng trước. Lưới này lại để lại à. Chiều mẹ ra thăm lưới, ôi chà. Cái đầu lưới bị nước nó cuốn trôi ra đây. Ta xin chào mọi người nhá. Lưới này là lưới cá mương này. Đấy, đấy. Bị tuột cái đầu. Đầu cắm nó trôi ra ngoài. Lưới này kiểu chi cũng có cá à. Lưới này thì cắm trụ cạn à. Chắc là nó gồng lạnh quá, cá nó không chắc được. Quay clip gỡ cá mương ở lưới dưới nhá. Mấy lưới này cho mọi người xem qua tí cho vui.
cảnh khó quá. Cá vào lưới nặng quá rồi, nó nặng cái lưới nó lùa nước ra. Cá mực to này, đây cắm chắc được này. Đấy, thấy chưa, đây, phải mấy cá anh em nhậu thoải mái luôn. Đây, tí lên thì nhà nhậu cho vui cuối tuần này. Đây, các bác xem này, đây à, cái gì trải nghiệm gỡ cá thì đi nha, cuối tuần này rảnh rỗi là đi gỡ lúc nào cũng được. Con này bị cắn cụt cả đầu, các cái cắn này. Mới là hai lưới của cá mương thôi, dưới kia còn một lưới nữa, với một lưới then 1,5 nữa. Rồi bây giờ tôi gỡ cá đây. Chào mọi người nha, hẹn gặp lại mọi người các clip sau nha. Đoạn đây thì tôi quay cho mọi người xem nè, gỡ cá thì các cái clip khác xem nhiều rồi.